À, kia là công chúa Amy có đúng không? Trông xinh quá đi à. Ôi không, đừng đẩy tôi vào. Cảm ơn tình cảm của mọi người. Amy và Leva là hai nàng công chúa của Vương quốc Thorio. Hai chị em có ngoại hình khác biệt. Tính nhiệt tình giúp đỡ của họ giống nhau, chỉ là kết quả rất khác biệt. Của em đây. Hả? Chị làm hỏng của em rồi. Một ngày, hoàng tử của các nước láng giềng đến Vương quốc Thorio cầu hôn. Wow. Để đón chào các hoàng tử, vương quốc tổ chức một bữa tiệc hoàng gia. Để ta giúp cho. Bánh trông đẹp quá. Ôi không. Nàng không sao chứ? À, em không sao. Em có bị thương ở đâu không? Neva cứ nghĩ rằng hoàng tử sắc là định mệnh của đời mình. Nhưng đôi lúc số phận thật là trớ trêu. Tại sao ai cũng yêu quý chị ấy? Ôi công chúa, có gì khiến người buồn vậy? Không ai thích ta cả. Có phải do ta xấu xí không? Nô thì thấy công chúa Amy son phấn suốt. Còn khuôn mặt công chúa cũng có nét đẹp. Nếu trang điểm thế thì chẳng thua kém gì công chúa Amy. Thật sao? Từ đó, công chúa Leva nhốt mình trong phòng. Không ai biết công chúa đang làm gì. Được rồi, hôm nay mình sẽ thử trang điểm. Giờ thì đánh cả bốn màu lên má. Trời ơi, cái gì thế này? Không thể bỏ cuộc dễ dàng được. Làm cách nào mới xinh được? Hoa đẹp quá. Ai ăn những cánh hoa đẹp thì sẽ trở nên xinh giống hoa. Họ đi đâu rồi nhỉ? À, đẹp quá. Liệu lời của họ có thật không nhỉ? Chỉ vì một câu nói vu vơ mà Leva đã ăn cánh hoa thay cơm. Tại sao mãi vẫn không thể được? Leva, có chuyện gì vậy? Mấy hôm nay chị ra ngoài nên không biết em nhịn ăn. Em không muốn gặp chị. Chị nấu món cháo em thích ăn nhất nha. Hình như mình đã to tiếng với chị. Chị còn nấu cháo cho mình nữa. Chị đâu quan tâm gì đến mình lúc này mà còn đi với sách. Leva đã không ăn gì mấy hôm nay. Leva sẽ hiểu cho em thôi mà. Mấy ngày nay em tất bận ra ngoài cung giúp đỡ dân nghèo. Thế nào rồi? Đúng như bà dự đoán, cô ta cuồng cái đẹp đến độ ăn hoa thay cơm. Đừng quá đắc ý. Hả? Ngày mai tôi sẽ dẫn người tới đây theo đúng kế hoạch. Ngươi đi đâu vậy?
Nô tỳ mới ra ngoài cung, ở đó có nhiều chuyện hay lắm à. Có chuyện gì thế? Họ kể ở trong khu rừng có bà thầy thuốc giỏi chữa được bách bệnh. Bà ta có thể hóa vịt thành thiên nga xinh đẹp. Làm gì có chuyện thần kỳ như vậy? Khao khát xinh đẹp đã chiến thắng mọi nỗi sợ. Leva một mình tới chỗ của phù thủy. Bà có cách để ta xinh đẹp không? Chỉ cần cô uống bát thuốc này. Hả? Leva đi đâu rồi? Chúng ta chia nhau đi tìm. Có lẽ công chúa Leva đã ra ngoài cung chơi rồi ạ. Ta hiểu rồi. Người đi bảo với Amy kẻo nàng lo lắng đó. Cuối cùng, khi hoàng cung rối tung lên, Leva mới trở về. Người đầu tiên nàng muốn gặp lại là... Chàng đang tìm em sao? Công chúa Leva, nàng trông thật khác. Em muốn thú nhận với chàng rằng, ngay từ lần gặp đầu tiên, em đã mến chàng. Ta không hiểu ý của công chúa. Em rất thích chàng. Hả? Ta không có ý gì với công chúa đâu mà. Có cách nào để khuôn mặt tôi giống chị gái không? Cách thì cũng có, nhưng mà... Bà mau nói đi. Hai chị em cô sẽ không được gặp mặt nhau, nếu không sẽ mất tác dụng. Khao khát làm đẹp bùng cháy mạnh mẽ, khiến mọi chuyện đi quá xa. Cuối cùng cũng có lúc chàng không đi cùng bà chị. Hả? Hả? Amy, buổi sáng nàng nói sẽ ở trong cung với Leva mà. Em chỉ muốn gặp chàng cơ. Leva khỏe rồi, em muốn dạo chơi với chàng. Dĩ nhiên là được. Trưa nay chúng ta sẽ ăn gì nhỉ? Nhìn thấy những đứa trẻ đáng thương mà cô ấy. Khi mà Leva đang vui vẻ thì người chị của cô xuất hiện. Không thể nào. Em sao vậy Leva? Rõ ràng vừa nãy là Amy. Chàng nói gì vậy? Em không hiểu. Đủ rồi Leva. Đừng đi, về cùng với chị. Mình phải có được khuôn mặt của Amy mãi mãi, dù phải trả bằng bất cứ giá nào. Ta muốn có được gương mặt của Amy mãi mãi. Vậy thì cần sự tình nguyện của chị gái cô. Làm sao mà Amy chịu đồng ý? Ủa, cuối cùng chị đã tìm thấy em. Tìm em làm gì? Chị và mọi người đều lo lắng cho em mà. Đừng có tỏ ra yêu thương em. Thứ mà em muốn chính là khuôn mặt của chị. Sinh đã kể cho chị nghe chuyện hôm nay rồi. Em đừng tin lời của phù thủy. Em chỉ muốn khuôn mặt của chị. Nếu không em sẽ bỏ đi biệt xứ. Leva, nếu em muốn thì chị sẵn sàng đổi mặt cho em. Nhưng dù chị xấu xí thì mọi người vẫn yêu quý chị. Vậy thì làm ngay hôm nay. Em vẫn tin là mình đúng. Điểm cuối cùng trong hành trình làm đẹp là cuộc trao đổi. Mặt đổi mặt, linh hồn đổi linh hồn. Leva, sau này có chuyện gì ấm ức hãy nói với chị. Vâng, nhưng mà chị tình nguyện thật sao? Hãy nhắm mắt lại, ta sẽ bắt đầu ngay thôi. Mặt em đã giống chị rồi. Giờ thì phải biết yêu bản thân mình nhé. Chúng ta về cung điện thôi nào. Sao ta không nhân cơ hội này chiếm lấy gương mặt của Amy? Đổi mặt là phải do cả hai tình nguyện. Ta dụ dỗ Leva vì nó tin ngươi. Vậy phải làm thế nào? Sắp đến lúc rồi. Ngày ta thành nữ hoàng sắp đến rồi. Jack, chàng đã ăn sáng chưa? Ta đã ăn sáng rồi Amy. Ủa? Chị, à không, em về phòng nghỉ trước đi. Amy,
Dạ. Công chúa Leva, ngươi lại nghĩ ra trò gì nữa đây? Em sao chàng nhận ra được chứ? Dù em có giống chị Amy thì chàng cũng không yêu em ư? Ta đã gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng chỉ có sự lương thiện của Amy khiến ta say lòng thôi. Công chúa Leva, dù cô có đẹp như tiên nữ, ta cũng không yêu cô đâu. Cô nghe rõ những lời ta nói chứ? Leva, Leva. Amy, hãy để Leva một mình suy nghĩ lại mọi chuyện đi. Dù mình có đẹp như tiên nữ thì chàng cũng không yêu mình nữa. Hình như chị Amy đã nói đúng. Chị đã chịu thiệt thòi vì mình, đến giờ mình mới hiểu. Mình muốn mọi thứ trở về như ban đầu. Là Tinas, sao cô ta lại ở đây? Mọi chuyện thế nào rồi? Cô ta đã bị vạch trần ngay khi gặp hoàng tử Jack. Đúng là trời đang giúp ta. Chỉ có người mới xứng đáng được trở thành nữ hoàng. Tiếp theo phải làm thế nào ạ? Hãy chia rẽ hai chị em họ. Để Leva ghét Amy đến độ muốn trở thành phù thủy để hại cô chị. Khi đó Leva sẽ tình nguyện đối mặt với người. Ở bên người thông minh như ta, ngươi cũng tiến bộ lên nhiều rồi đấy. Hóa ra phù thủy đã sắp xếp tất cả. Ta thật ngốc nghếch khi để bọn chúng điều khiển. Ta sẽ không để thua ngươi đâu. Phòng sách đâu nhỉ? Cánh cửa này có vẻ nặng quá. Ôi, đau quá đi. Wow, nhiều sách quá. Nếu mình nhớ không lầm thì sách về phù thủy nằm trong giá cao nhất. Đừng hòng làm khó được ta. Vẫn chưa tìm được quyển nào ra hồn. Tối qua công chúa ngủ không ngon sao? Công chúa Amy đang đi dạo với hoàng tử Jack ở ngoài vườn hoa đấy ạ. Bắt đầu chia rẽ chị em ta sao? Đừng hòng ta trúng bẫy. Nhưng nếu ta không tỏ ra tức giận là khiến tỷ nát nghi ngờ. Phải làm bộ một chút. Chị ta mà đến đây thì đừng có cho vào. Không tìm cho xong thì mình lại phải nhìn gương mặt đáng ghét của Tinas. Tìm thấy rồi. Sao cô lại tới đây? Là ả Tinas đã bắn đứng ta. Tinas à, giờ ả đang bị giam giữ rồi. Mụ cũng sắp được ăn cơm tù cùng ả thôi. Nếu ngươi hại ta thì khuôn mặt của ngươi sẽ khỏi. Dọa dẫm là xưa rồi. Bà chờ bị xử phạt đi. Không, các ngươi dám trói ta. Ta chính là nữ hoàng trong tương lai. Bịt miệng mụ ta lại. Áp giải mụ về hoàng cung xử trí. Amy, chị có tin tưởng em sẽ khiến khuôn mặt chúng ta trở lại không? Chị tin tưởng em, Leva. Hãy nhổ hết những cây hoa quanh hồ. Khi đã buông bỏ phù phiếm lộng lẫy, mọi thứ đã trở lại theo đúng quỹ đạo. Cuối cùng em cũng trở lại rồi. Em đã trưởng thành thật rồi. Dù không có vẻ ngoài hoàn mỹ, nhưng Leva vẫn được yêu quý bởi trái tim hiền hậu. Chỉ là cái tính hậu đậu thì có vẻ. Cái nồi cháo này mình cho muối chưa nhỉ? Không phải chưa bỏ mà mình đã cho cả lọ vào rồi. Mặn quá trời. Ủa,
Hai cô gái kia thật xinh đẹp, nhưng đang có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Hãy cùng theo chân Wow Fairy Tale trong câu chuyện hôm nay nhé. Ở một ngôi làng nọ, có một cô gái mồ côi tên là Abilene. Mặc dù vẻ ngoài của nàng xấu xí, nhưng nàng lại là một người vô cùng tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người. Nàng có một mối tình đẹp với một chàng trai tên Demin, người cùng lớn lên với nàng trong cô nhi viện. Vì muốn lo cho Abilene có cuộc sống tốt hơn, nên Demin quyết định đi làm ăn xa một thời gian. Abilene sau đó cũng xin vào làm người hầu cho một vị tiểu thư giàu nhất vùng tên là Elfleda. Elfleda cũng là người con gái xinh đẹp khiến rất nhiều đàn ông phải mê đắm. Thế nhưng lại chẳng có một ai biết về thân thế hay xuất thân của nàng ta. Một ngày nọ trong làng, bỗng xuất hiện một ông lão bị mắc bệnh lạ, đến ngôi làng để cầu xin sự giúp đỡ. Sợ bị lây bệnh nên chẳng một ai dám đến gần, chỉ có nàng Abilene tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ ông lão. Hey, Abilene, nếu cô dám lại gần ông ta thì tôi sẽ đuổi việc cô ngay lập tức. Tuy Abilene đã hết lòng chăm sóc, nhưng loại bệnh dịch ấy không có thuốc chữa, nên ông lão đã qua đời sau đó vài ngày. Vì tiếp xúc với ông lão nên Abilene cũng đã bị nhiễm bệnh. Sợ bị lây bệnh nên mọi người đuổi nàng ra khỏi làng, mặc cho trước đây nàng đã từng giúp đỡ họ rất nhiều. Không muốn ảnh hưởng tới người khác, nàng cũng rời đi mà không một lời oán trách. Nàng đi đến một khu đền bỏ hoang để trú tạm. Nhìn thấy đền thờ hoang tàn, nàng liền xắn tay áo lên, dọn dẹp mọi thứ. Chẳng mấy chốc, mọi thứ đều sạch sẽ tinh tươm. Xin phép người, hãy cho con tá túc tạm ở đây mấy ngày để đợi thần chết đến đón đi ạ. Vì quá mệt nên nàng ngủ thiếp đi ngay sau đó. Sáng hôm sau, kỳ lạ thay, nàng tỉnh dậy, căn bệnh đã hoàn toàn biến mất. Không những thế, nàng lại trở nên vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng khi quay trở về, dân làng lại cho rằng Abilene là phù thủy mà xa lánh nàng. Duy nhất chỉ có Elfleda là đứng ra để bảo vệ nàng. Dưới sự bảo vệ của Elfleda, chẳng một cư dân nào dám bàn tán về Abilene nữa. Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày hẹn ước quay về của chàng Demin. Thế nhưng đau lòng thay, chàng Demin đã chẳng quay về như lời hứa. Cô đừng đợi vua ít nữa, có khi hắn ta đã gặp một cô gái khác và quên cô rồi. Không đâu, chàng ấy đã hứa quay về và kết hôn với ta rồi. Lời hứa gió bay, tội nghiệp cô gái ngốc nghếch. Có lẽ là chàng bận việc gì đó nên vẫn chưa về được. Chàng sẽ không quên ta, ta tin là như vậy. Một hôm nọ, bỗng nhiên Elfleda muốn đến ngôi đền thờ mà trước kia Abilene đã ở để cầu xin vị thần ấy chúc phúc. Abilene chuẩn bị chu đáo mọi thứ theo lời căn dặn của Elfleda. Bất ngờ, Elfleda đánh gục Abilene. Khi tỉnh dậy, Abilene đã nhìn thấy mình bị trói chặt. Tiểu thư Elfleda, nàng muốn làm gì vậy? Người dám phá hỏng công sức 300 năm nay của ta. Ta vẫn đang chưa hiểu cô chủ muốn nói điều gì. Ta đã mất rất nhiều công sức để bẫy được một vị thần. Sau đó phong ấn của ta lại ở đây, và bác ả phải ban cho ta sức mạnh tuổi trẻ và sắc đẹp. Vì ngươi nên ả ta mới thoát ra được. Ả còn hào phóng cho ngươi một ít sức mạnh để khiến ngươi trở nên xinh đẹp. Nhưng không sao, vừa hay ngươi lại có một tấm lòng lương thiện, rất thích hợp để trở thành một vị thần. Hôm nay ta sẽ giúp ngươi trở thành một vị thần. Xin hãy tha cho ta không muốn trở thành thần. Ta chỉ muốn một cuộc sống bình thường bên cạnh người ta yêu thương thôi. Mặc kệ lời cầu xin của Abilene, Elfleda vẫn cứ tiếp tục thực hiện nghi lễ hóa thần cho Abilene. Tại sao bản thân mình lại chịu đựng những điều này?
ta vẫn luôn tốt với mọi người, nhưng chẳng một ai thương ta thật lòng. Ngay cả người ta thương yêu nhất cũng rời bỏ ta. Không, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không thể nào, người không thể quá thành ác quỷ được. Hóa ra vì những sự đau khổ từ trong sâu thẳm con tim của Abilene đã hóa thành thù hận, vì thế nó đã hắc hóa nàng. Abilene điên cuồng tấn công Elfleda, không thể chống trả, cô ta bị Abilene dần dần rút cạn sức mạnh. Ta sẽ bắt tất cả những người làm tổn thương ta phải trả giá. Khi đang định quay trở về làng thì bất ngờ lúc này một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mặt nàng. Đó là Damien, người mà nàng vẫn luôn mong ngóng. Abilene, ta đã về rồi đây. Ngươi còn dám quay về đây sao, đồ bội bà? Không để cho Damien kịp giải thích, Abilene đã lao vào tấn công chàng. Mặc cho Abilene làm tổn thương, Damien vẫn một mực ôm chặt lấy Abilene. Tại sao ngươi lại không chạy đi? Vì ta yêu nàng. Ngươi nói dối. Nếu như ngươi yêu ta thì tại sao lại không trở về như đúng hẹn chứ? Chưa bao giờ ta thay lòng hết. Ta về muộn vì đi tìm một vật cho nàng đó. Ngày trước khi ta đang trên đường về thì ta đã gặp một vị thần. Người đã kể với ta mọi chuyện và bảo rằng nàng sẽ gặp nguy hiểm trong tương lai. Để cứu được nàng, ta phải lấy được bông hoa vĩnh cửu ở trên đỉnh ngọn núi cao nhất thế gian này. Ta đã mất rất nhiều thời gian mới lấy được nó. Ta xin lỗi vì để nàng phải chịu đựng những điều kinh khủng ấy một mình. Từ bây giờ, ta sẽ ở bên cạnh và bảo vệ cho nàng. Nhờ có bông hoa vĩnh cửu mà Abilene đã có thể quay trở lại thành con người. Cả hai người đã quyết định rời khỏi ngôi làng để đi đến một nơi khác sinh sống. Và từ đó họ đã có một cuộc sống mới bình dị nhưng vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Có nằm mơ đi chăng nữa, Ma Tôn cũng không thể ngờ được cô gái khuynh thành đang nhảy múa uyển chuyển trước mặt mình lúc này lại là một gã đàn ông cao to lực lưỡng. Kết quả này đã được tiên đoán từ gần 20 năm trước. Có một lời tiên tri do chính phù thủy tối thượng của ma giới bói ra rằng đứa trẻ nam trong cặp song sinh của Phượng Hoàng sẽ làm tan thế lực bóng đêm của yêu ma. Dạm gì? Tin vào lời tiên tri, Ma Tôn Adonis đem quân đến thần giới. Đợi lúc Phượng Hoàng hạ sinh cũng chính là lúc kết giới suy yếu để diệt cỏ tận gốc. Tuy nhiên, ngay khi cặp song sinh ra đời, trên trời phát ra hào quang đỏ bao trùm khắp cả thần điện. Ánh sáng đỏ đẩy lùi ma binh khiến chúng phải rút về ma giới. Phượng Hoàng sinh ra một trai một gái, Khổng Tước và Đại Bàng. Dạ thưa thần Phượng, là công chúa Đại Bàng và hoàng tử Khổng Tước ạ. Hả? Tại sao lại là nữ Đại Bàng chứ? Nếu như là nam thì chắc chắn sẽ mạnh hơn. Người đâu? Truyền ra ngoài, Đại Bàng là hoàng tử, sẽ kế thừa ngôi vị của ta. Còn Khổng Tước, đem vào rừng cho người chăm sóc thật kỹ. Tuyệt đối không được để cho ai biết. Ta xin lỗi, nếu lời tiên tri là thật, chắc chắn Ma Tôn sẽ không để yên như thế được. Để bảo vệ con, bảo vệ thần tộc, ta chỉ còn cách này. Và thế là thân phận của hai đứa trẻ cứ thế mà bị tráo đổi cho nhau. Khổng Tước rõ ràng là nam, lại lớn lên cùng cái tên Aria dưới thân phận công chúa. Vì bị cô lập nên tính cách của Aria vô cùng khó chịu, thường nổi cáu, giận dữ với số lượng người hầu ít ỏi xung quanh. Hả? Kể cả với Layla, hậu duệ mạnh nhất của tộc hộ vệ, gia tộc chuyên bảo vệ cho thần. Ai mà nghĩ được người được trời ưu ái, xuất sắc như cô ta, lại phải bảo vệ cho công chúa chứ? Chẳng phải ai cũng nói Layla sẽ trở thành người của hoàng tử Aiden hay sao? Ừ, nghe nói sinh ra cô ta đã có pháp lực và khả năng phát hiện ra độc dược vô cùng nhanh nhạy. Phí, quá phí rồi. Hơi. Ừ.
Một ngày, cửu vĩ Dania, công chúa tộc Hồ Yêu, nghe nói khổng tước là loài đẹp nhất trên đời. Cô ta vô cùng ghen tị, tìm vào rừng sâu để khiêu khích. Đẹp nhất trên đời, xem ra cũng chỉ là đùa đục cổ, không cả dám ra gặp ta nữa mà. Để xem sau khi ta hung khói, còn công chúa tiệt nhà ngươi còn dám trốn ở trong đó nữa không? Không ngờ, gió thổi khiến ngọn lửa yêu hồ vượt quá tầm kiểm soát, cứ thế lan rộng ra khắp nơi. Vì lửa hồ yêu rất mạnh, Layla bị hủy đi công lực, từ đó không còn phát thuật nữa. Đối với một hậu duệ của tộc hộ vệ, điều này không khác gì trở thành phế nhân. Layla, Layla, ngươi làm sao vậy? Ngươi không được có chuyện gì hết, ta ra lệnh cho ngươi. Layla, thần không sao, công chúa. Cách tốt nhất để bảo vệ những điều mình trân trọng đó là trở nên mạnh hơn, không đầu hàng nghịch cảnh. Từ đó, Aria không bài xích Layla như trước nữa, ngày ngày chăm chỉ tập luyện, quyết tâm để mạnh mẽ để bảo vệ được Layla. Một ngày, người hầu của Phượng Hoàng theo thông lệ mỗi năm một lần mang đến bát nước thuốc lớn cho khổng tước. Tuy mất đi pháp thuật, Layla vẫn nhận ra ngay trong bát có độc, liền đánh đổ nó. Đêm đó, nghe tiếng thét lớn trong phòng chủ nhân, Layla xông vào thì phát hiện ra nàng công chúa khổng tước xinh đẹp tuyệt trần của mình biến thành một gã đàn ông cao lớn đẹp trai. Thứ thuốc mà ta phải uống trước đây là thuốc kiềm chế sức mạnh và hormone nam. Sức mạnh sẽ bộc phát nếu quá đau buồn hoặc tức giận, rất dễ khiến ma tôn nhận ra mình đã bị lừa. Đừng lo, ta sẽ giúp sức giúp nàng. À, chàng rèn luyện, chờ thời cơ đến để tiêu diệt hắn. Do gián điệp, ma tôn phá được kết giới, xông vào thần điện tiêu diệt Phượng Hoàng và bắt giữ đại bàng Aiden. Lời tiên tri sao? Cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu ngươi chịu im đi, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm em gái. Chà, nghe nói nàng ta có nhan sắc khuynh thành, rất thích hợp với vị trí ma hậu còn đang trống đó. Ngươi làm gì ta cũng được, tuyệt đối không được làm hại em ta. Ngươi sao? Ta không có hứng thú với đàn ông đâu. Dù không có nhiều tiếp xúc hay tình cảm, nhưng khổng tước và đại bàng vẫn là chị em. Aria đau lòng định bước ra ngoài để cứu Aiden. Layla vì muốn bảo vệ chủ nhân lừa khổng tước uống thuốc mê, còn mình thì đóng giả làm khổng tước thay chàng đi tìm ma tôn. Trước nay ít người đã gặp qua Aria, hơn nữa Layla cũng có diện mạo vô cùng xinh đẹp nên ma tôn chẳng nghi ngờ gì. Trăm nghe không bằng một thấy, đẹp quá đẹp. Mau cho ta xem điệu múa khuynh thành của nàng đi nào. Chỉ là hàng giả thì không thể nào có điệu múa đặc trưng của chim công được. Không đúng, ngươi là giả, ngươi đâu, bắt lấy ả ta cho ta. Dù với võ nghệ cao cường, nhưng trước sức mạnh tàn bạo của ma tộc, Layla vẫn bị khuất phục. Thả nàng ấy ra. Từ nhỏ đã nạp vào người quá nhiều thuốc độc nên thuốc mê thường không thể đánh gục được khổng tước Aria. Layla rời đi được một thời gian thì Aria đã tỉnh lại. Hả? Thả cho kẻ giả mạo sao? Được thôi, miễn là nàng chịu đổi vị trí với cô ta, theo ta về ma giới để làm ma hậu. Không, công chúa, người không được làm như vậy. Trật tự đi Layla, nơi này không có chỗ để người lên tiếng. Được thôi, nhưng trước đó hãy để ta hiến lên vũ khúc khổng tước của mình. Chẳng phải ngài vẫn muốn xem đó sao? Phải, nhanh lên, quả là ma hậu tương lai,
Nàng rất hiểu ý của ta đó. Tiếng nhạc vang lên, Diều Ma Tôn chìm đắm trong từng cử động quyển chuyển của Khổng Tứ. Ngay lúc đó, Layla bắt lấy cơ hội, lao lên hòng đoạt lấy tính mạng của tên quỷ già ham mê sắc đẹp. Nhưng hắn ta là ai kia chứ? Một ma tôn gian xảo thì dễ gì bị hạ gục như vậy? Chỉ với một cái hất tay để đánh bay Layla ra xa thật xa. Chứng kiến người mình thương mến bị thương, Aria không kiềm chế được cảm xúc nữa. Đôi mắt đỏ lên, cơ thể phát ra ánh hào quang đỏ chói mắt. Khi ánh sáng biến mất, hiện ra là một Aria phiên bản đàn ông cao lớn, uy nghiêm hơn người. Người không thể nào, Khổng Tước lại là đàn ông sao? Lũ thần tộc khốn kiếp, dám lừa dối ta bao lâu đây? Ai cho các ngươi lá gan này vậy hả? Không cần nhiều lời nữa, những kẻ thù xấu kiếp lao vào nhau tranh đấu, tạo ra chấn động lở đất long trời. Ma tôn yếu thế văng ra, bị Khổng Tước bồi thêm một chưởng. Những gì còn sót lại của một kẻ cao cao tại thượng, nắm giữ quyền lực tối cao, giờ chỉ còn là đám khói đen nhanh chóng tan biến về nơi vô định. Aria lao đến đỡ Layla, người con gái đã ở bên cạnh chàng trong những ngày tháng tối tăm nhất. Aria, chàng đã làm được rồi. À không, ta nên gọi chàng là Aiden chứ. Yên nào, đừng có quá sức. Aya, ta có vẻ quá sức rồi. Đại bàng thoát nạn, muốn nhường lại ngôi vị vốn thuộc về em trai. Aiden, không ai làm tốt hơn chị ở vị trí này hết. Đúng, nhất định ta sẽ làm tốt. Nhưng là dưới thân phận thực sự của mình, ngày này cuối cùng cũng đã đến. Vốn không tham công danh địa vị, Khổng Tước cùng Layla quay trở lại rừng sâu, sống cuộc sống bình yên hạnh phúc như trước đây của họ. Thỉnh thoảng về ăn cơm chứ. Dĩ nhiên rồi, chúng ta là gia đình mà. Ngày xưa ngày xưa, khi ấy mặt đất vốn dĩ xanh tươi bỗng dưng bị chiếm giữ bởi vị thần hoang tàn. Sự sống cứ thế lụi tàn dần dưới bước chân của hắn. Không thể để thần hoang tàn lộng hành, các vị thần đã chọn ra một bộ tộc ưu tú nhất để cho họ kế thừa sức mạnh của mình. Kể từ đó, bộ tộc ấy đảm nhận nhiệm vụ tạo và duy trì sự sống trên mặt đất. Năm ấy, bộ tộc xuất hiện hai thiên tài có sức mạnh vượt trội. Một cô gái mang sức mạnh của nước tên là Aberfin. Người còn lại là Alan mang sức mạnh của mặt trời. Vì muốn mình phải là người mạnh nhất nên chẳng một ai chịu ai. Họ luôn tìm cách chơi ghẹo người kia để thể hiện sức mạnh của mình. Hàng năm khi mùa xuân đến, những người được chọn trong bộ tộc sẽ nhận nhiệm vụ đưa hạt mầm đến một vùng đất mới. Aberfin và Alan đều tỏ vẻ khó chịu biết được họ sẽ thành một đội. Dù không thích nhau, nhưng họ không thể từ chối nhiệm vụ nên đành cùng nhau lên đường. Họ cũng không quên trêu chọc người kia. Hả?
Hả? Một lúc sau, họ gặp phải tay sai của thần quan tài. Chúng tấn công nhằm cướp lấy hạt giống. Thế nhưng, đối với họ thì bọn chúng cũng chỉ là vật để hai người phô diễn sức mạnh của mình. Chẳng mấy chốc thì họ cũng đã dẹp xong những thứ cản đường. Cuối cùng thì họ cũng đã đến được nơi cần đến. Vì trời đã chập tối nên họ quyết định sẽ nghỉ ngơi một chút và sẽ tiếp tục công việc vào sáng hôm sau. Tối ấy, thần hoang tàn xuất hiện và hắn có một kế hoạch phá hoại mới. Thật là tiếc. Ngươi là ai? Ngươi có ý gì? Sức mạnh của nàng thật đáng nể. Tất nhiên ta biết điều ấy. Nhưng nàng là phải chịu ngang hàng với kẻ tâm thương kia. Ý ngươi là A-Lin? Đúng vậy. Dòng nước của nàng thừa sức dập tắt ngọn lửa bé nhỏ của hắn. Chẳng qua nàng quá nhân từ mà thôi. Cũng đành chịu thôi. Bộ tộc của chúng ta có luật không được làm đối phương bị thương. Vẫn còn một cách khác để chứng minh sức mạnh của mình. Cách gì? Nàng hãy cho hắn thấy rằng mầm cây kia chỉ cần nước của nàng cũng đủ để sinh sôi và phát triển. Khi đó hắn ta sẽ chẳng dám lên mặt với nàng nữa. Thế là sáng hôm sau, Aberfan liền làm theo lời thần hoang tàn xúi dục. Mà nàng không hề hay biết rằng đêm qua hắn ta cũng nói những điều ấy với Alan. Hả? Đợi hạt giống tìm được nơi thích hợp, hai người thay nhau thi triển sức mạnh. Lúc đầu họ còn chưa dùng hết sức mình vì sợ làm mầm cây bị thương. Nhưng càng về sau, tính hiếu thắng dần chiếm lấy tâm trí họ. Họ bắt đầu sử dụng hết sức mạnh của mình. Bỗng chốc, bầu trời tối đen lại, những xung đột phức tạp tạo ra ngày càng lớn. Bất ngờ, một tiếng nổ lớn phát ra hất văng cả hai. Khi hai người bình tĩnh lại, thì phát hiện ra cây non đã héo úa, không còn sự sống. Ôi không, ta đã làm gì thế này? Ta xin lỗi, ta chỉ nghĩ đến việc chiến thắng nàng thôi. Vì sự hiếu thắng của mình mà chúng ta đã làm hại mầm non. Bỗng một giọt nước mắt của Aberfan rơi xuống mầm cây. Sau đó một luồng sáng nhỏ lóe lên. Nhận ra vẫn còn cơ hội, Aberfan liền dùng sức mạnh nhẹ nhàng tưới cho mầm cây. Thế vậy, Alan cũng tạo ra những tia nắng ấm nhẹ nhàng. Dần dần dưới sự nỗ lực của hai người, mầm cây cũng dần dần được hồi phục. Không thể để mầm cây phát triển, thần quan tàn liền xuất hiện và tấn công hai người. Vì sức lực đã hao tổn quá nhiều nên họ không thể ngăn cản được hắn ta. Các ngươi thật ngu ngốc. Giờ thì chẳng có một hạt mầm mống nào có thể sinh sôi ở đây cả. Lúc này Alan nhớ về vụ xung đột sức mạnh khi nãy mà hai người tạo ra.
Aberfin, nhanh tấn công ta đi. Nhưng hiểu được ý định của Alan, nàng liền dùng hết sức mạnh tấn công Alan. Alan cũng đánh trả lại bằng một lực lượng sức mạnh tương ứng. Khi sức mạnh đủ lớn, họ đổi hướng cho quả cầu sức mạnh ấy bắn vào người thần hoang tàn. Hắn ta cũng đáp trả. Khối sức mạnh ngày càng lớn. Cuối cùng thì xung đột phép thuật đã khiến quả cầu nổ tung, khiến cả ba đều bị thương. Nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ để hạ gục thần hoang tàn. Hắn vẫn cố gắng gượng để tấn công mầm cây. Lúc này mầm cây cũng vừa đủ thời gian để bám đất và phát triển đủ sức mạnh. Không, không thể như thế được. Không thể làm gì được nữa, hắn ta đành hậm hực rời đi. Nàng không sao chứ? Ta không sao. Ta xin lỗi vì sự ích kỷ của mình. Ta cũng vậy. Quá ra nếu thiếu một trong hai thì nhiệm vụ này sẽ chẳng thể nào hoàn thành được. Vậy là lại thêm một vùng đất mới lại được phủ xanh bởi sự sống. Tại bữa tiệc đăng quang của nữ hoàng với sự xuất hiện của sứ giả các vương quốc, nữ hoàng Cedia vẫn chưa đến sau. Đây là bữa tiệc ra mắt đầu tiên của nàng ta, có phải không? Ta thật sự muốn xem vị nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử có thể trông như thế nào. Còn thế nào được nữa, ta vẫn thật không hiểu nổi tại sao vương quốc phía đông lại để một người phụ nữ lên nắm quyền. Có thể là bởi vì cô ấy tài giỏi không thua gì đàn ông, thậm chí còn hơn thì sao? Hai sứ giả đang bàn tán xôn xao thì nữ hoàng Senia xuất hiện, cất lời chen vào. Xin thứ lỗi thưa nữ hoàng, ta biết người phải có sức mạnh riêng để được ngồi vị trí này, nhưng tài giỏi được bằng đàn ông thì chắc chắn không thể đâu nhé. Ồ, vậy ta phải làm thế nào thì ngài mới tin ta đây? Sứ giả đi đến bên cửa sổ, chỉ vào lá cờ ở nóc tòa lâu đài, thách thức Senia có thể ở vị trí này mà tác động khiến lá cờ rơi xuống được. Người có thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào cũng được, cùng tên nhé. Người đâu? Không cần đâu. Nói rồi, Senia lấy từ dưới váy ra một đoạn kiếm, ly thật nhanh về phía ngọn cờ. Ngọn cờ gãy làm đôi trước ánh mắt thán phục của các sứ giả trong buổi tiệc. Làm thế nào? Ồ, thật là một tài năng trời ban, chúng ta tâm phục khẩu phục rồi. Không gì là tự nhiên hết, ta đã rèn luyện cực khổ từ năm 12 tuổi rồi. Senia là công chúa độc nhất của quốc vương phía đông, khác với tất cả tiểu thư của vương quốc. Từ bé, thay vì học múa, luyện đàn, Senia đã thích đấu kiếm, cưỡi ngựa và nghiên cứu cách trị quốc rồi. Năm Senia 12 tuổi, pháp sư phía nam trong chuyến viếng thăm vương quốc phía đông mang theo một con rồng phép lớn. Hey. Đừng, nguy hiểm lắm. Hả? Anh có làm gì đâu mà nguy hiểm, rồng gì? Senia cứu anh với. Senia kịp thời xuất hiện, uyển chuyển rút kiếm tiêu diệt rồng thiên, cứu người anh mới phút trước còn ở kẻ anh hùng giờ trung khí đèn sấy. Pháp sư tức giận, nguyên rủa công chúa phải trở thành nhân vật phản diện trong mắt tất cả thần dân cả đời. Lời nguyền linh nghiệm, bất kể Senia đi đến đâu, làm gì cũng bị mọi người ghét bỏ, coi đó là hành động xấu. Ví dụ như khi Senia khuất phục sư tử đang chuẩn bị làm hại người dân.
Ôi, xem kìa, đến sư tử còn sợ cô ta nữa là. Hay nếu Xenia trách phạt lũ người xấu? Cậy mình là công chúa, nên định bắt nạt người khác chứ gì? Hoặc Xenia ưu tú, giành được nhiều giải thưởng. Do nàng ta được ưu ái mà thôi, con gái làm được cái trò trống gì? Đặc biệt các công nương, tiểu thư quý tộc luôn giữ thái độ chống đối với nàng. Vì Xenia khác biệt, trong quan niệm, định kiến có từ lâu đời, con gái phải tùy mị nết na. Chỉ duy nhất sư phụ của Xenia, một người có võ công và pháp thuật cao cường, thậm chí còn mạnh hơn pháp sư phía nam, là không bị ảnh hưởng. Ôi, lại chuyện đau to búa lớn gì mà khiến công chúa của chúng ta phải thở dài như vậy? Không ngờ lời nguyền lại đáng sợ như vậy. Trừ sư phụ ra, không một ai đón nhận con. Con chỉ muốn trở thành người tốt, giúp đỡ đất nước và nhân dân thôi mà. Xenia, tập luyện chăm chỉ, trở nên mạnh hơn chính là cách duy nhất để chống lại số phận. Xenia 18 tuổi, trở thành nàng công chúa vô cùng xinh đẹp và tài năng. Nhờ tập luyện hăng say, chăm chỉ, nàng có thể cưỡi ngựa nhanh hơn bất cứ hộ vệ trong cung nào. Khả năng bắn tên và đấu kiếm thì lại càng vượt xa những thuộc hạ tinh nhuệ nhất. Sư phụ nói đúng, ngay cả khi không phá giải được lời nguyền, nhưng bằng tài năng, ta vẫn sẽ khiến thời dân phải cảm phục. Để tránh người khác biết những hành động của mình, Xenia thường cải trang rời khỏi cung vào ban đêm để giúp đỡ người nghèo khổ, trừng trị bè lũ xấu xa một cách âm thầm lặng lẽ. Nơi nơi đều yêu quý, ngưỡng mộ, gọi thân phận khác ấy của nàng là hiệp sĩ công lý, mà không hề biết đó chính là nàng công chúa mà họ ghét bỏ. Cũng cùng năm đó, quốc vương lâm bệnh nặng, quân phía nam thì lâm lem muốn xâm lược. Thời gian của ta không còn nhiều nữa. Anh con lại quá yếu ớt, chưa đủ khả năng lên ngôi dẹp loạn. Phía đế quốc ngỏ ý sẽ viện trợ cho chúng ta với điều kiện con sẽ kết hôn cùng hoàng tử Charles. Không đời nào, cha biết con luôn phản đối hôn nhân chính trị. Công chúa lấy hoàng tử và tránh xa chuyện đất nước mà. Ta biết chứ. Hả? Nhưng cũng không còn cách nào khác. Hả? Xin cha ban cho con thanh gươm bạc để chỉ huy quân đội. Con sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy phụ nữ cũng có thể làm việc lớn được, thưa cha. Phụ nữ ra trận hả? Công chúa điên rồi, đó là một sỉ nhục. Nhưng ngay lập tức triều thần phản đối, họ sẽ không tuân lệnh một chủ tử mặc váy thêu thùa. Những đứa con hoàng gia thì không có quyền lựa chọn số phận của mình. Trước vận mệnh đất nước, Xenia không còn cách nào khác ngoài đồng ý gả cho Charles, với điều kiện hôn lễ phải được tổ chức ở vương quốc phía đông, và sau khi trở thành vợ hoàng tử, cô vẫn được phép về thăm đất nước của mình. Liên hôn với đế quốc nên đám cưới được tổ chức vô cùng tưng bừng và long trọng. Khi chỉ còn một câu nói đồng ý cuối cùng là đám cưới kết thúc, thì một con đại bàng khổng lồ bay đến. Với thân thủ tập võ lâu ngày, Xenia tránh được cú vờn bắt bất ngờ đó trong gang tấc. Đại bàng vô được hoàng tử đem đi. Các binh lính của hai vương quốc vội vã đuổi theo, nhưng một bóng ngựa nhanh như chớp sượt qua bỏ xa họ. Đại bàng bay vào tòa tháp hoang nằm trong rừng sâu thì biến mất. Là Xenia đơn thương độc mã bám đuôi đại bàng không dứt. Thì ra pháp sư phía nam đang lẫn trốn tại đây. Ồ, công chúa của ta, lâu lắm rồi mới gặp lại. Lời nguyền phản diện thế nào rồi? Là ngươi, ngươi dám cả gan bắt cóc hoàng tử. Chính xác hơn là cả hoàng tử và công chúa. Liên minh chính trị của các ngươi làm kế hoạch của bọn ta thất bại. Không còn cách nào khác, ta phải bắt cóc bọn ngươi để uy hiếp hai lão vua già thôi. Hoang đường, ta sẽ không đời nào để cho ngươi đạt được giả tâm đó. Ta phải bắt ngươi thu hồi lại lời nguyền lên ta. Pháp sư biến ra rất nhiều tia lửa điện từ quyền trượng bắn về phía Xenia. Với thân thủ nhanh nhẹn, khéo léo, thoạt đầu Xenia dễ dàng tránh được. Nhưng đến khi bị dồn đến góc tường, nàng không còn cách nào trừ việc vung kiếm lên đỡ lại. Thanh kiếm chịu lực lớn, dù được rèn rất tinh xảo cũng gãy làm đôi. Xenia ngã xuống đất.
pháp sư đập mạnh quyền trượng xuống đất, tạo thành một quả cầu đen khổng lồ bao quanh giam giữ nàng. Chà, không ngờ dễ dàng còn hơn ta nghĩ đấy. Giờ thì đến lúc ép hai lão già ký hiệp ước cắt vùng đất giáp biên giới cho Vương quốc phía Nam thôi. Dĩ nhiên là Senia không thể dễ gục ngã như vậy. Nhưng lúc pháp sư khinh súc, nàng rút từ dưới chân ra đoạn kiếm được sư phụ tặng. Đúng như lời sư phụ nói, đoạn kiếm có tác dụng cắt qua mọi thứ. Chỉ với hai nhát chém, quả cầu giam giữ Senia bị xé ngang. Không để lỡ cơ hội, Senia li đoạn kiếm về phía quyền trượng mà pháp sư đang cầm. Đầu đắm trên quyền trượng rơi xuống. Quyền trưởng của ta, sao ngươi dám? Pháp sư bán linh hồn để trở thành chủ nhân của quyền trưởng, nên khi quyền trưởng bị phá hủy, linh hồn của hắn cũng tiêu tan. Senia giúp Charles thoát ra, đưa chàng về lại cung điện nơi mọi người đang lo lắng đứng chờ. Tà thuật của pháp sư biến mất, đồng nghĩa với việc lời nguyền phản diện của Senia cũng tiêu tan. Đích thân tể tướng đại diện cho thần dân dâng lên thanh gươm bạc, đại diện cho sự tin tưởng và ủng hộ nàng. Senia lấy ra hai mảnh của thanh gươm cũ bị pháp sư làm hỏng, nó đã bên nàng từ rất lâu. Thanh gươm bạc, thanh gươm của hiệp sĩ bóng đêm. Ôi, thì ra công chúa Senia chính là hiệp sĩ luôn âm thầm giúp đỡ chúng ta. Công chúa giơ cả hai thanh gươm lên trong tiếng reo hò, ngợi ca của thần dân vương quốc. Bên cạnh đó, Senia cũng đưa ra một quyết định quan trọng. Thưa quốc vương, hôn nhân phải có tình yêu. Ta không muốn ép buộc bản thân và hoàng tử vào cuộc hôn nhân chính trị này nữa. Xin ngài tác thành cho quyết định của ta. Ngươi không cần viện trợ của đế quốc nữa sao? Thưa ngài, kể cả khi không có viện trợ, với sự ủng hộ của nhân dân, ta tin rằng mình vẫn có thể dẫn dắt, bảo vệ đất nước tốt đẹp à. Chỉ khí tốt, không thua kém gì nam nhân nào. Vì ngươi đã cứu hoàng tử con ta, ta tuyên bố đồng ý hủy bỏ hôn ước, đồng thời vẫn viện trợ cho vương quốc phía đông. Có thêm sự giúp sức về kinh tế và quân sự của đế quốc, Senia chứng minh được thực lực của mình, dốc lòng khiến đất nước trở nên tốt hơn, xóa nạn nghèo đói, trừng trị tham quan cướp bóc. Senia, đã đến lúc tất cả chúng ta đều phải thay đổi định kiến giới tính. Thứ thần dân cần là một bậc quân vương có tài có đức, và con đã làm rất tốt điều đó. Cha, ý người là? Ta tuyên bố Senia chính thức trở thành nữ hoàng đầu tiên của vương quốc phía đông. Nữ hoàng Senia muôn năm. Nữ hoàng Senia muôn năm. Năm. Nữ hoàng Senia muôn năm. Tôi là một quái vật, và vào mỗi kỳ trăng tròn, một chuyện rất kinh khủng sẽ xảy ra với tôi. Tôi hóa thành con người. Đúng vậy đấy, bạn nghe không lầm đâu. Hãy subscribe qua Fairy Tail để theo dõi câu chuyện nhé. Từ xa xưa, con người là kẻ thù truyền kiếp của quái vật. Tổ tiên con người săn bắn quái vật nhằm muốn lấy những vật phẩm quý hiếm, vì cho rằng những thứ này có thể chữa được bách bệnh và mang lại cho họ sức mạnh phi thường. Trong mắt quái vật, con người là một giống loài giả tạo và man rợ. Qua hàng trăm năm chiến đấu, quái vật thất bại trước sự đoàn kết của con người. Cuối cùng họ phải lẩn trốn, ẩn giật và không còn một ai nhìn thấy quái vật nữa. Aria là một người con lai, bố của cô là quái vật bạch tuộc, mẹ là người phàm. Khi sinh cô ra, mẹ vì đổ bệnh mà mất, cô lớn lên cùng bố. Tuy nhiên, vì là con lai nên vào kỳ trăng tròn hàng tháng, cô sẽ bị biến lại thành người, phải cách ly sống tách biệt. Điều này khiến cô rất tự ti và chán ghét phần người trong mình. Mặc dù mọi người không biết cô là con lai, nhưng vì ngoại hình khác thường nên Aria bị cả tộc Raken xa lánh. Cô không có bạn và luôn sống đơn độc. Đến năm cô tròn 18 tuổi, theo luật lệ chung, mọi quái vật đều bắt buộc phải nhập học tại Elemental Monster High.
Ngày mai đi học rồi, con hãy cố gắng kết bạn với những con quái vật khác và tuyệt đối không để lộ ra thân phận là con Lai, biết không? Vâng ạ. Sẵn sàng chưa con? Trời ơi, mình đi học kiểu này thật ấy hả? Ngày đầu tiên mà, phải hoành tráng lên chứ. Ba của Aria đã vô tình làm ướt nhẹp bộ ba những cô nàng quái vật nổi tiếng nhất trường, Celine, Zara và Leila. Celine vốn có tính cách tiểu thư, sợ bẩn nên vô cùng bực mình. Con nhỏ kia, giỡn mặt hả? Mình xin lỗi. Có một mắt thôi, thì ráng mở to ra mà nhìn. Thôi nào Celine, cậu ấy cũng biết lỗi rồi mà. Đi. Qua vài ngày làm quen với trường, Aria hiểu được sứ mệnh của Elemental Monster High là dạy cho các quái vật sử dụng năng lực để bảo vệ bản thân khỏi loài người. Cô tự nhủ mình sẽ cố gắng hết sức. Hôm nay là ngày kiểm tra năng lực, các bạn hãy thể hiện sức mạnh để được phân cấp nhé. Để vận dụng năng lực một cách tốt nhất, các bạn hãy cố gắng tập trung, bắt buộc phải có niềm tin tuyệt đối vào khả năng riêng của mình. Trời, tưởng gì dễ ăn. Hãy xem đây, sức mạnh bão cát. Không dễ tấn công ta đâu. Sức mạnh máu, kích hoạt. Tốt lắm. Đến lượt Aria, cô chuẩn về dùng phép tấn công, nhưng vì không tự tin vào năng lực, con rắn dễ dàng né được phép nước nhẹ nhàng của Aria. À, cứu em với thầy ơi. Hơi kém thật đó. Hả? Coi chừng bị hóa đá đó. Không, thầy ơi. Hơi, thật náo loạn. Nghe đây, Seulin, Leila, Zaza, cấp S. Còn Aria, em quá sức chịu đựng của tôi rồi, cấp F. Seulin bị bất ngờ bởi Aria, một người yếu đuối vụng về nhưng lại vô cùng tử tế. Có vẻ cậu vẫn chưa quen sử dụng năng lực hả? Mình còn yếu lắm, tập dần đi là vừa. Tối nay tôi mở tiệc, tới dự nha. Buổi tiệc nằm ở lâu đài xa hoa của gia tộc Ma Cà Rồng. Nhưng khi đến đây, mọi người cho Aria là quái vật cấp thấp, lại có vẻ bề ngoài xấu xí, nên họ cười nhạo và không ai đến bắt chuyện cùng cô. Aria cúi đầu buồn bã, sự tự ti khiến cô thu mình lại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hội ba cô nàng quái vật, và người nổi bật nhất đương nhiên là Celine. Vì sao mình xấu xí như vậy? Mình sẽ không bao giờ được như họ, đúng không? Aria bỏ chạy khỏi buổi tiệc, tự gặm nhấm sự tủi thân của mình. Ôi da, đau quá. Cái thứ tà thuật hắc ám gì vậy? Trên trán nó là hình bạch tuộc gây sự chú ý cho Aria. Cô nghĩ ngay đến dòng dỗi rác hình của mình. Bỗng Celine, Leila và Zara bước vào. Lúc này Celine mới đứng ra tiết lộ về kế hoạch trả thù tầm tối của cô. Celine đã dùng phép thuật khắc ám trong quyển bí thuật của tộc Ma Cà Rồng để triệu hồi con quỷ này. Trời ơi, thấy ghê quá Celine ơi. Bị khùng hả? Đã là quỷ rồi còn đi sợ quỷ. Sức mạnh của con quỷ này sẽ khiến cho người biến thành quái vật. Từ giờ chúng ta sẽ không phải sống ẩn dật nữa mà có thể thống trị thế giới. Nhưng hiện giờ mình vẫn chưa biết cách đánh thức nó. Tạm thời cứ để nó ở đây đã.
Nhưng vì sao phải làm vậy? Trước kia, chính mắt tôi đã nhìn thấy mẹ mình bị con người săn đuổi và tiêu diệt. Vì thế, tôi đã thề rằng mình sẽ xóa sổ loài người trên thế gian này để trả thù cho mẹ. Hãy gia nhập cùng chúng tôi nhé. Con quái kia chắc chắn có liên quan đến tộc Raken của cậu. Aria vẫn luôn ghét phần người bên trong mình, nên cô muốn xóa bỏ nó, xóa bỏ con người khỏi thế giới. Vì thế cô đã đồng ý. Từ lúc được gia nhập nhóm, Aria càng lúc càng đánh mất bản thân mình. Aria cố bắt chước bọn họ. Dù cảm thấy thức ăn tại trường quái vật rất kinh tởm, nhưng Aria vẫn ráng nuốt hết, còn giả bộ là rất ngon. Aria thậm chí bắt đầu sưu tập đồ cổ để muốn giống Layla, ngủ một ngày 12 tiếng như Zara, và thay đổi cách ăn mặc cũng như tỏ ra sạch sẽ như Celine. Tình bạn giữa họ dần trở nên thân thiết hơn qua những cuộc vui. Đây là lần đầu tiên Aria cảm thấy mình được chấp nhận. Bên cạnh đó, Aria vẫn thường ở trong thư viện tìm cách đánh thức con quỷ địa ngục. Aria phát hiện ra thứ duy nhất là nhờ vào một viên đá biển huyền thoại của tộc Kraken. Cách đây vài trăm năm, viên đá được tạo ra từ các pháp sư và đang trên đường vận chuyển đến hoàng gia thì không may bị rớt xuống biển. Từ đó được tộc Kraken chiếm hữu, viên đá này chỉ được kích hoạt vào ngày trăng tròn. Aria liền ra khỏi trường lặn xuống biển sâu và bí mật đem viên đá biển về. Cậu hãy sử dụng viên đá này để đánh thức con quỷ vào ngày trăng tròn nhé. Nhưng mình không tham gia được đâu, mình bị thương rồi. Ôi, không sao chứ. Ừ, mình không sao, các cậu hãy cố lên nhé. Tới khi mặt trăng tròn, mình bị nguyền rủa làm con người thì sao tham gia được chứ. Nhưng không sao, chỉ sau hôm nay nữa thôi. Vào ngày trăng tròn, quả nhiên Aria bị hóa thành con người, không còn cách nào khác, cô phải xấu hổ trốn đi. Thật kinh khủng, mình chán ghét bản thân mình. À! Ôi, cô không sao chứ? Không sao, né ra. Anh ta tưởng cô là khách nên dẫn cô vào tham quan làng. Vào đến làng thì nhìn thấy mọi người đang ném cà chua vào người nhau. Thấy cô thắc mắc thì anh ta giải thích đây là lễ hội ném cà chua, là một nghi thức đặc biệt mà người dân nơi đây dùng để cầu nguyện cho một năm mới với mùa màng bội thu. Aria tỏ ra chán ghét, nhưng dưới sự nhiệt tình của mọi người, Aria nhanh chóng hòa nhập và tham gia cùng họ. Cô cũng đi vào một viện bảo tàng và biết được rằng luật lệ săn bắn quái vật đã bị cấm từ lâu. Những kẻ chuyên săn bắn cũng đã lãnh hình phạt thích đáng. Kế hoạch của Celine là sai lầm. Con người đã thay đổi, họ không đáng để bị tiêu diệt. Nhưng mọi thứ đã quá trễ, mà cô nàng kia đã đánh thức con quỷ địa ngục. Nó ập vào dân làng và biến toàn bộ người dân thành những con gia tinh xấu xí. Thành công rồi, giờ thì thế giới con người sẽ rơi vào diệt vong. Không, Celine à, tự nhiên con quỷ trở về kìa. Nó mất kiểm soát rồi, coi chừng nó tấn công. Ấy, bực mình quá đi. Nhưng nó quá mạnh so với sức của ba người. Họ bắt đầu cảm thấy hối hận về việc mình đã gây ra. Con quỷ sẽ phá hủy mọi thứ. Mọi người, bình tĩnh nào, chúng ta sẽ cùng chống lại nó. À, Aria, là cậu đó sao? Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Đúng, tôi chính là một đứa con lai giữa người và quái. Các cậu trách móc hay cười nhạo tôi cũng được. Giờ đây không còn gì là quan trọng nữa. Tôi chỉ muốn cứu lấy mọi người thôi. Ba cô nàng quái vật kinh ngạc vì người bạn của mình bấy lâu nay hóa ra lại là một đứa con lai. Nhưng họ chưa kịp trách vấn cô thì lại phải tập trung giữ chân cô quỷ địa ngục. Thiệt tình, quá mệt mỏi với cậu rồi đó Aria. Bởi vì viên đá biển thuộc về loài người nên chỉ có những ai thuộc tính con người mới có thể kéo nó ra khỏi con quỷ. Nào, mọi người xông lên. Ngay khi cục đá bị kéo ra, con quỷ liền biến mất.
và mọi gia tinh liền biến trở lại thành con người, hỗn loạn đã được dẹp bỏ. Asia đứng ra giải thích về mọi thứ, rằng con người đã đưa ra luật cấm săn bắn quái vật từ lâu. Aria, từ khi gặp cậu, mọi thứ cứ náo loạn cả lên, nhưng chính cậu đã cho mình một tình bạn đích thực. Phải đó, tụi mình đã hiểu rồi. Từ giờ, người và quái sẽ hòa bình với nhau nhé. Từ đó, Asia không còn tự ti vì phần người bên trong mình. Cô tự do sống thật với bản thân, sẵn sàng làm những gì mình thích. Quái vật và con người lập hiệp ước hòa bình. Elemental Monster High cũng thay đổi luật và sẵn sàng tiếp đón học sinh con lai. Giờ thì hãy để lại bình luận cảm nghĩ của bạn nhé. Fairy Tales.